bắt sáng. Thanh Hoàng. Và quý vị và các bạn đang theo dõi giải bóng đá mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, FC Gạo và FC Bình Trị Thiên tổ chức giải bóng đá tranh cúp Bình Trị Thiên lần thứ nhất năm 2020. Và đây trận đấu thứ hai, nhưng đó là trận đấu đầu tiên của FC Gạo và FC Bốn Mùa, và tỷ số đang tạm thời nghiêng 3-0 cho các thủ FC Gạo tính đến thời điểm này. Vũ Minh, Hữu Cường, Nguyễn Nam, Tân Lùn, Nguyễn Nam, Vũ Minh lấy được bóng rồi, cơ hội, vâng, vào rồi. Vâng, Văn Sáng đã ghi bàn, cầu thủ mang số áo 17 đã rút tỷ số xuống cho FC Bốn Mùa. Vâng, một tình huống lấy bóng rất nhanh của các thủ áo vàng, đó là FC Bốn Mùa. Thì Văn Sáng, cầu thủ mang số 7 đã ghi bàn và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho FC Bốn Mùa. Lý Trần. Vâng, Lý Trần là cầu thủ tương đối có đa năng. Vâng, vừa rồi là có một pha đi bóng rất hay của anh nữa. Vũ Minh. Vâng, theo sát Vũ Minh đó là Tân Lùn. Lực Nguyễn. Đó là được chuyền ngang của Nguyễn Nam cho đồng đội mình xuống băng xuống dứt điểm. Vào rồi. Quá tuyệt vời, và bóng quá tuyệt vời của Tân Lùn. Vâng, cầu thủ áo số 5. Vâng, và tỷ số lại được nâng lên 4-1 nghiêng cho FC Gạo. Một pha bóng ở cự ly xa, tuy nhiên anh đã dứt điểm hóc hiểm và loại thủ thành bên FC Bốn Mùa, và tỷ số lại được nâng lên 4-1 nghiêng cho FC Gạo. Hữu Cường, số 7. Nguyễn Khang, rất chính xác. Phản công cho các thủ áo vàng, đó là FC Bốn Mùa.
Minh Hoàng. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi giải bóng đá mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 giữa FC Gạo và FC Bốn Mùa, và tỷ số đang tạm thời 4-1 nghiêng cho hạc thủ bên FC Gạo. Vâng, thêm một tình huống đá phạt biên nữa. Vâng, đá biên nữa cho các cầu thủ bên FC Bốn Mùa. Vâng, chiến thuật của các cầu thủ bên FC Bốn Mùa đã được thay đổi. Thì Thanh Hoàng đã về bảo vệ khung thành, và Thanh Hoàng sẽ anh sẽ dâng lên và có những tình huống dứt điểm từ xa. Thanh Hoàng là cầu thủ có những pha dứt điểm từ xa bóng đi rất tốt. Rất nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm rất nhanh của số 8 Nguyễn Khang. Vào rồi. Quá tuyệt vời, đó là cầu thủ mang số 8 ghi bàn, một bàn thắng đến từ tình huống phạt góc. Vâng, tỷ số được rút ngắn xuống 2-4 cho FC Bốn Mùa. Vâng, chúng ta vừa xem một tình huống đá phạt góc rất tốt của các cầu thủ FC Bốn Mùa. Đó là tình huống cầu thủ số 7 chuyền bóng rất chính xác cho số 8 ghi bàn. Đó là Nguyễn Khang ghi bàn. Thêm một cơ hội nữa. Vâng, quá tuyệt vời. Lần này cũng là cầu thủ số 8 ghi bàn và bàn thắng thứ hai của anh. Vâng, tỷ số lại rút ngắn xuống còn 3-4. Vâng, rất nhanh. Vâng, trong vòng hơn 1 phút thì có 2 bàn thắng đến với các cầu thủ có trang phục áo vàng, đó là FC Bốn Mùa. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Tân Lùn. Vâng, đó là một đường chuyền của Tân Lùn cho đồng đội mình. Tuy nhiên một đường chuyền chưa chính xác. Rất nguy hiểm, đó là số 7 Hữu Cường. Vâng, chiến thuật thay đổi đá 5, đá play của các thủ bên FC Bốn Mùa đã có hiệu quả rất tốt. Đó là với 2 bàn thắng đến rất nhanh với số 8. Vâng, Nguyễn Khang đã ghi được 2 bàn thắng liên tục. Vâng, cơ hội đá phạt. Một cơ hội rõ ràng để nâng tỷ số lên cho FC Gạo. Vâng, đây là lỗi của các thủ có trang phục áo vàng bên FC Bốn Mùa. Và cự ly là rất gần. Đó là cự ly 6m của... Vâng,
hoặc tình huống đá phạt cũng đã trôi qua. Vâng, ở tình huống đá phạt trước thì các cầu thủ FC Gạo đã tạo được một pha bóng rất hay và một cú dứt điểm rất chính xác, rất nguy hiểm. Và các cầu thủ bên áo vàng đang tạo được sức ép ít phút vừa rồi. Là tình huống phối hợp rất tốt, một đường chuyền rất đẹp của Vũ Minh cho đồng đội cầu thủ Maso 14 băng xuống để chỉnh bóng vào. Tuy nhiên một tình huống băng xuống anh lại không chính xác, một pha dọc bóng không chính xác. Vâng, đây là tình huống đá phạt, người thực hiện đó là Lực Nguyễn. Vâng, Tân Luân thể thực hiện tình huống đá góc. Lực Nguyễn, Đình Dũng. Không vào. Vâng, đó là tình huống phối hợp tam giác của các thủ FC Gạo, một cú dứt điểm vào rồi. Pha chuyền bóng của Lực Nguyên đã tạo một cơ hội may mắn cho anh. Vâng, chính xác là chạm bóng Vũ Minh và bóng đã tung lưới và tỷ số được nâng lên 5-3 cho FC Gạo. Vâng, trong bóng đá thì chúng ta không thể nào nói hết được nhiều tình huống có thể bất ngờ. Đình Dũng. Vâng, lại thêm một pha dứt điểm bằng chân trái rất nhanh của số 8 Nguyễn Khang nữa. Bóng đi xuyên con dọc trong gang tấc. Thảo Dương, Vũ Minh, Nguyễn Khang. Không được. Cơ hội cho Lực Nguyễn. Vâng. Vâng, đây là tình huống Vũ Minh đã phạm lỗi với Lực Nguyễn. Và trọng tài đã giơ thẻ vàng ra. Vâng. Pha bóng tương đối nguy hiểm. Vâng, một lợi thế đá phạt ở cự ly khoảng vâng 9m cho các thủ bên FC Gạo thực hiện. Không vào. Vâng, rất nguy hiểm. Đó là một tình huống băng xuống rất nhanh của số 7 Hữu Cơ mà một pha chỉnh bóng đi chật con dọc. Rất tiếc cho các thủ bên FC Bốn Mùa. Linh Trần. Đình Dũng. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi trận thi đấu giữa FC Gạo và FC Bốn Mùa và tỷ số đang tạm thời nghiêng 5-3 cho các thủ bên FC Gạo. Lực Nguyễn. Đình Dũng. Đó là tình huống phối hợp tương đối tốt của các thủ FC Gạo. Một cú dứt điểm của số 20 đó là Lực Nguyễn. Linh Trần, bạn không vào. Vâng, chúng ta xem pha bóng quá hay của Linh Trần, tuy nhiên không may bóng lại đi xẹt con dọc. Hey,
té. Bắn nó tự té xuống rồi đang đang đưa lên. Thảo Dương. Vâng, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Gạo và FC Bôn Bua. Và tỷ số thuộc về các cầu thủ bên FC Gạo đó là 5-3 nghiêng cho FC Gạo. Xin chúc mừng trận đấu đầu tiên chiến thắng của các cầu thủ FC Gạo. Vâng, xin mong cũng cảm ơn tất cả quý vị và khán giả đã theo dõi chương trình này. Và xin hẹn và gặp lại.